you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very ah, 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 la, 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 la. Nhiều khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Bao giờ hay hứa trọn đời yêu. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Bao giờ hay hứa trọn đời. Một trái tim luôn.
không yêu anh. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.
rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một thứ ăn, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong họ nhà gái, tôi đại diện họ nhà trai báo cáo của các bà hôm nay, họ nhà trai chúng tôi có sửa soạn những cái lễ. Trước tiên thì được thắp hương gia tiên, sau là xin hỏi cháu. Tổng thời là gia đình tôi là tổng niệm bằng ba đi ba lễ để hiện nhau với các cụ, là lễ đầu tiên xin nhân hỏi, lễ thứ hai là xin cưới cháu, và thứ ba là xin lễ tức dâu. Báo cáo các cụ của bà nhà trong như vậy, vì chọn trai tôi vì đường xa xa xôi, các cụ của bà nhà trai à, gái phải thông cảm, mình tụi là chỉ đi một lần thôi chứ không đi lần hai nữa. Báo cáo các cụ thế là chúng tôi đi hôm nay, là ngày mai chúng tôi không đi nữa, và chỉ rằng vòng sáu xin các cụ của bà là rước dâu cháu về thôi. Báo cáo các cụ của bà thế ạ, xin hết ạ. Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các bà đại diện cho ngày nay. Và kính thưa quan viên của hai họ, hôm nay rất là vào một cái ngày rất đẹp mà gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị những lễ vật thật chu đáo và chỉ chu, trong khi đó đoàn lên rất đông mà đầy đủ tất cả các cô dì chú bác anh em lên. Thì trước hết tôi xin thay mặt cho mọi người gái được cảm ơn và chúc sức khỏe cho hai họ nhà ta luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Và sau đó cũng được nhã ý của họ nhà trai đã thống nhất với họ nhà gái tôi để hôm nay có lễ giác chầu cau để chuẩn bị vào ngày tiệc chính của các cháu, mà hôm nay đã mang đầy đủ các lễ vật để lên trên này. Thì tôi xin thay mặt họ nhà gái là xin hoàn toàn chấp nhận và đồng ý, còn vấn đề gì chúng ta sẽ chia sẻ và tâm sự với nhau để công việc của các cháu được một ngày một tròn vẹn hơn. Xin đến kiến. Xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc
đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu anh, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hội nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi được đại diện cho nhà trai lên đây báo cáo các cụ, các bà và nhà gái là gia đình chúng tôi nhờ nhà trai hành trình từ dưới đường xá xa xôi đến đây, từ khoảng là mang lễ trước tiên là xin hỏi cháu, sau xin cưới cháu và thứ ba là xin rước dâu của cháu. Tôi không biết nói gì hơn, mà các cụ, các bà ăn trầu uống nước uống thuốc, xin cảm ơn. Cũng tiếp theo xin vỡ lời ông đại diện cho nhà trai, tôi là ông Tâu của cháu Hiền, thì cũng được thay mặt cho nhà gái xin biết cảm ơn tất cả các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh em, thanh nam, nữ tú đã không quản thời gian, thời đường xá xa xôi, thời tiết không được thuận tiện mà đã đến đông vui như thế này để mang chầu mang các lễ vật để lễ cho họ nhà gái chúng tôi, thì chúng tôi chỉ biết là xin đón nhận và cảm ơn tất cả các ông bà phái đoàn họ nhà trai có một sức khỏe tốt để sau đó còn những điều gì thì chúng ta sẽ trao đổi tâm sự với nhau và để tiến tới đến một ngày mai để cho các cháu được trăm năm hạnh phúc, cả một cuộc đời viên mãn. Và cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quan viên hai họ. Giờ
nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không. Thật hạnh phúc, thật yêu.
rồi mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từng ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối nụ hôn con đường, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em. Chút hương đôi môi thật.
Là ngày thật trọng đại của đời con là Nguyễn Điền và Trọng Vinh, là hai người con của ông bà Luyến Điệu và ông bà Hạnh Phước, Hạnh Phượng. Nay hai con đã lên vợ lên chồng, với sự hiện diện thật đông các bậc tiền nhân, cô dì chú bác cùng các đấng sinh thành, bạn bè gần xa tới dự buổi lễ vu quy và đã đứng trước bàn thờ Chúa trong căn nhà nhỏ bé này. Con cùng mọi người nguyện và xin Chúa ban bình an và hạnh phúc cho đôi tân hôn này đến trọn đời. Xin Chúa cầu chính cho con. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông,
đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả vui. Ô, sáng
hay trong buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, bạn bè, anh nam, thanh niên nam nữ của họ nhà trai. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là ông cậu của cháu Điền. Được sự nhất trí của gia đình và của họ nhà gái, hôm nay tôi đã đưa cháu Điền xuống họ nhà trai. Trước hết, tôi cảm ơn gia đình họ nhà trai, ông bà Hạnh và bà Phượng là cha mẹ là sinh ra cháu Trọng Vinh. Thì được sự quan tâm của cháu Vinh, đã qua thời gian tìm hiểu với cháu Liền, Nguyễn Liền của gia đình chúng tôi trên đó, trong một thời gian quá trình hai anh chị, hai cháu đã tìm hiểu, đến giờ phút này được sự nhất trí của hai bên gia đình nội ngoại, hai họ bốn bên, cùng cô dì chú bác, cùng toàn thể xã hội và giáo hội của bên công giáo, người Kitô giáo đã làm đầy đủ thủ tục lễ kết hôn cũng như làm lễ cưới tại trong giáo đường của họ Đạo Tân Lập chúng tôi ở trên Bắc Giang. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai đã một đoàn xe rất xa xôi đã từ Hưng Yên này trở về trên Bắc Giang để xin dâu. Trước tiên tôi xin thay mặt họ nhà gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà trai. Kính thưa quan viên hai họ và bốn bên, không có gì trọng đại hơn, không có gì biết nói gì hơn vào trong những ngày lễ trăm năm hạnh phúc của cháu Trọng Vinh và cháu Nguyễn Liền. Tuy cháu Liền là của ông, của bà, của các cháu, cô dì chú bác của cháu Liền đây, thì cháu mới vừa rời ghế nhà trường học tập, lớn lên học tập và đến bây giờ trưởng thành để xây dựng gia đình riêng. Thì tuy cháu có lớn nhưng không có khôn. Vậy kính mong tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cũng như bạn bè của
cháu Vinh dưới họ nhà trai bảo ban kèm cặp dạy dỗ cho cháu liền của họ nhà gái chúng tôi ngày một trưởng thành hơn và luôn được nghe những lời chỉ bảo ân cần tình cảm của họ nhà trai. Đó là một điều mong mỏi nhất và đó cũng là cái lời nhắn nhủ cho cháu liền để trở về làm một người dâu thảo. Và cũng từ ngày hôm nay, từ giờ phút này, tôi thay mặt gia đình họ nhà gái đã chính thức là nhận cháu Trọng Vinh là một cháu rể ngoan. Cháu liền là một cháu dâu hiền và rể thảo đậm sức để cho hai gia đình có một sự gắn bó bền chặt. Bản lĩnh vượt trội bắt đầu từ một cái đầu lạnh. Xin chân thành cảm ơn họ nhà trai và xin các cụ không các bà có gì trong sơ suất lên họ nhà gái chúng tôi thì có nhiều điều sơ suất xin được mong thông cảm. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được đến với những lời phát biểu, những lời căn dặn, những lời nhắn nhủ rất là ân cần đến từ bác sĩ đoàn đại diện bên họ nhà gái. Và quý vị ơi, hãy cho chúng tôi xin một tràng pháo vỗ tay nữa để cùng thay lời cảm ơn tới tình cảm của bác cũng như những lời nhắn nhủ của bác sĩ đoàn đại diện bên họ nhà gái. Và để đáp lại những tình cảm ấy, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những lời phát biểu đến từ bác sĩ đoàn đại diện bên họ nhà trai. Xin kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong ngày hội, kính thưa toàn thể hội, hôm nay tôi được ngày lành tháng tốt được ủy nhiệm họ nhà trai, được sự nhất trí của hai bên chính quyền địa phương của xã huyện Bắc Giang và tỉnh Hưng Yên, được sự nhất trí của hai bên bố mẹ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình đã làm lễ thành hôn cho hai cháu. Từ ngày hôm nay trở đi, cháu liền chính thức là dâu hiền của họ gia đình chúng tôi. Ngày hôm nay cháu Vinh thực hiện là rể thảo của họ nhà gái. Trước khi tôi không biết nói gì hơn, trước khi về chỗ tôi xin chúc tất cả các cụ các bà ăn trầu uống nước và để làm lễ hôm nay cháu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Để hạnh phúc đón tương lai, thưa quý vị, các giáo sư có tôi. Trước hết xin gửi lời chào tới các ông các cụ cùng toàn thể quý vị có mặt trong hội hôn ngày hôm nay. Tôi xin phép được giới thiệu, tôi là chú của cháu liền, do bố của cháu không có nhà nên được sự ủy nhiệm của bố mẹ cháu. Hôm nay tôi đã đưa cháu về giao cho ông bà Hạnh Phượng làm con làm dâu của ông bà và làm cháu ở trong dòng họ của ông bà Hạnh Phượng. Hy vọng rằng sau này ông bà Hạnh Phượng cũng như mọi người trong dòng họ sẽ yêu thương và chỉ bảo cháu trong cuộc sống cũng như trong trách nhiệm là một người con, là một người vợ sau này của cháu Vinh. Tôi xin hết ạ. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước và con tim cùng chung một nhịp thì ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đã chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé.
này đây là sự hiện diện của những người làm cha, những người làm mẹ vô cùng đáng kính đang hiện diện trên sân khấu của chúng tôi. Và hiện nay ông bà đang chuẩn bị trao cho các con thân yêu của mình những kỷ vật, những món quà vô cùng thiêng liêng và tuyệt vời trong buổi trường ngày hôm nay. Và quý vị ơi, hãy cho chúng tôi xin một tràng pháo vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn tình cảm của những người làm cha, làm mẹ. Vỗ tay lớn lên quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Theo món quà của bố mẹ chú rể thì ban tổ chức xin được gửi lời mời trân trọng tới tình cảm của dì ruột của chú rể chuẩn bị những món quà vô cùng tuyệt vời ngay sau đây. Đã dành tất cả những tình yêu thương và trong ngày hạnh phúc, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của các con thân yêu của mình thì ông bà cũng đã dành tặng những món quà vô cùng tuyệt vời để cùng trao tặng cho các con trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu của chúng tôi lúc này đây là tình cảm và sự hiện diện của dì và chú, tình cảm của các chú dì đang trao tặng cho các cháu thân yêu của mình những kỷ vật vô cùng ý nghĩa. Và một lần nữa thì chúng tôi rất mong muốn quý vị hãy tạm gác lại cho chúng tôi xin một tràng vỗ tay nữa để cùng cảm ơn tới tình cảm của dì chú. Tiếp theo món quà đến từ tình cảm của dì chú thì sẽ là tình cảm của chị gái, anh rể, chú rể. Thì người chị gái cũng đã dành dụm biết bao nhiêu những tình cảm của mình để gói ghém ở trên tay là một kỷ vật vô cùng là ý nghĩa để dành tới ngày các em chính thức lên vợ lên chồng. Thì tình cảm của anh chị cũng đã trao tặng cho các em những kỷ vật vô cùng tuyệt vời. Và quý vị ơi, hãy cho chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng cảm ơn tình cảm của anh chị, của chú rể Trọng Vinh. Sẽ là món quà đến từ tình cảm của người em gái, con của dì. Xin được mời tình cảm của em sẽ trở lại sân khấu để cùng trao tặng cho tình cảm của anh chị của mình những kỷ vật vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời ngày hôm nay đây. Ôi, chào đi em, chào đi em. Và quý vị cho chúng tôi xin một tràng vỗ tay nữa để cùng cảm ơn tới tình cảm của người em gái, con nhà dì ruột cũng đã dành những tình cảm vô cùng là tuyệt vời để cùng trao tặng cho anh chị của mình tình cảm của bố.